Xin chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube của mình. Thì hôm trước mình có chia sẻ một cái clip cho các bạn xem đó, là mình có nói là cái phương pháp tỉa cành tạo tán sớm cho cây cà phê trước khi thu hoạch. Thì mình trong đó mình có nói là sau khi thu hoạch xong là các bạn cần bỏ những cái loại phân gì để chăm sóc cho cây cà phê tốt nhất. Thì hôm nay sẵn tiện thì mình cũng mới vừa mua phân xong, thì mình cũng review luôn cái đoạn này cho các bạn xem nhé. Và đây trước mặt các bạn đây là phân mình đã rải như thế này các bạn. Mình sẽ nhờ mấy anh em rải ra giùm mình như thế này đây. Thì cái hình thức bỏ thì mình bỏ là một bao là hai gốc nhé. Thì mình nói luôn với các bạn đây là phân này là phân gà nhé các bạn. Thì nói thật với các bạn luôn là nói chung là mùa này là thời tiết khá là khắc nghiệt trong mấy năm liền đây. Thì nói chung là cà phê mình là riêng cái tỉnh Đắk Nông là chịu ba trận gió liên tục này các bạn nhìn đó. Các bạn nhìn đó, nói chung là tuốt sơ sát hết các bạn đó. Phía bên trên là hết sạch đi sạch nhé các bạn đó. Thì nói chung là mình cũng nóng ruột quá thì mình cũng định làm một lần luôn, nhưng mà bây giờ cái phân chuồng này nó về muộn quá, thì mình đã tranh thủ mình tưới, mình đã cào bồn xong, cắt cành xong rồi các bạn thấy không, mình tranh thủ mình cào bồn mà mình đã tưới phân hết rồi. Mà mình tưới cái này là lăn, mình tưới lăn và đạm Phú Mỹ nhé các bạn. Thì cái hình thức tưới cái phân này thì mình nói thật với các bạn luôn là mình tưới là cứ một gốc cà phê này mình bỏ 2,5 lần đạm. Thì một bao đạm Phú Mỹ 50 cân là theo như mình là mình bỏ 200 gốc đó. Còn riêng cái lăng đan mà của cái lăng đan của cái hãng Humix á thì mình bỏ là một bao 50 cân là mình bỏ cho 100 cây. 100 gốc đó các bạn. Thì bình quân một gốc là mình bỏ nửa cân đó. Thì mình nóng ruột quá, bây giờ cà phê mình nó tuốt nhánh tuốt cành hết như thế này đó. Các bạn thấy đó, tuốt hết cành nhánh. Mình quá nóng ruột, giờ phân chuồng không nổi. Chứ mình cũng muốn làm một lần cho các bạn xem là vừa bỏ đạm, bỏ lăn và kết hợp phân chuồng là chúng ta tưới hòa tan luôn. Nhưng bây giờ là mình đã bỏ đạm và lăn mình tưới trước rồi. Mình tưới cách đây 3 ngày thì hôm nay là chính thức phân nó mới về. Thì mình cũng nhờ mấy anh chị là nói chung rải đều ra như này cho mình đây nè. Các bạn nhìn phân đó, là mình bỏ là một bao phân gà này là mình bỏ cho hai gốc cà phê. Mà cái bao này thì mình nói thật các bạn là mình mua hiện tại bây giờ nó đem vào tới rẫy cho mình là 18 ngàn một bao nhé các bạn. Thì mình hôm trước mình cũng nói là nói sau khi cắt cành tạo tán cho cây cà phê xong là các bạn phải tranh thủ bỏ phân. Thì trong đó mình có nói là phân là bỏ loại phân gì, thì hôm nay là mình cũng nói thẳng các bạn luôn là mình vừa bỏ ure và lăn xong, mình đã tưới xong là mình quá nóng ruột mình tưới sớm như thế đó. Thì bây giờ tiếp tục là mình bỏ phân chuồng. Phân chuồng là nói chung theo như nhận xét của mình á thì mình bỏ rất là nhiều phân chuồng, nhiều loại phân chuồng lắm rồi, nhưng mình thấy đạt chuẩn nhất là cái phân gà này cho các bạn. Riêng cái phân gà này thì mình mấy năm đầu tiên á thì mình cũng bỏ cái loại phân gà mà không lẫn tạp chất một cái gì hết. Nói chung phân gà là nguyên chất rinh của nó luôn, không có trấu, không có rơm rạ nha các bạn. Thì mình cũng chia sẻ luôn với các bạn là như thế này. Riêng cái phân gà mà không lẫn tạp chất mình đã bỏ 3 năm rồi. Mình nói thật các bạn nó cũng rất là tốt luôn. Nhưng mà đến mùa nắng là cái bồn các bạn cuốc không xuống luôn. Nó rất là cứng nha các bạn. Nó rất là chai đất luôn. Cho nên mình mới chuyển đổi qua cái phân gà trấu này thì mình thấy khá là hợp lý. Bởi vì cái phân gà trấu này các bạn, nếu bạn nào làm thử một năm mà các bạn sẽ thấy cái hiệu quả của nó rất là tơi xốp. Mình bỏ xuống là cái bồn rất tơi xốp luôn nha các bạn. Đó. Thì mình đi sẵn đây mình quay rồi các bạn theo chân mình luôn để xem là phân này như thế nào nha các bạn. Mình trên này mình đã bỏ được nửa vườn rồi. Còn cái này mình mới nhờ người rải như thế này nhưng mình chưa kịp bỏ nha các bạn. Thì các bạn lên đây theo mình luôn. Trời thì cũng khá là nắng luôn các bạn. Đó, mình lên đây mình quay với các bạn xem nhé. Đây. Đây là cái đống phân gà đây.
Đó, các bạn thấy mình bỏ đó. Phần gà này này là mình tạm gọi là phần gà cáu nhé các bạn. Thì mình không có thích bỏ phần gà nguyên chất nữa, bởi vì phần gà nguyên chất là nó rất là coi như chai đất nhé các bạn. Nói chung các bạn bỏ là nó chai đất lắm. Nó vẫn tốt nhưng mà tới mùa nắng là có thể cái bồn cà phê các bạn cuốc không xuống luôn. Đây mình quay trực tiếp phần gà cho các bạn xem nhé. Đó, phần gà như vậy đó. Đó, nó như vậy đó. Mà các bạn bỏ rất là nhẹ nhàng mà khô nữa, không có ướt, không dơ lắm nhé các bạn. Thì mình đã thí điểm rồi, cái phần này các bạn bỏ cứ tự nhiên bỏ. Nói chung nó rất là tơi xốp mà cây cà phê rất là chịu luôn. Thì hôm trước mình có nói clip á, tại sao là cắt cành tạo tán sớm cho cây cà phê trước khi thu hoạch, mà sau khi thu hoạch các bạn cắt lại một lần nữa, mà phải tranh thủ cắt trong vòng 10 ngày cho xong đó, để mình bỏ phân. Thì hôm nay mình nói là cái kỹ thuật bỏ là như vậy đó. Phân thì bỏ phân gà trấu cứ một bao là 18.000, thì các bạn chia cho hai góc thì bình quân một góc là 9.000. Rồi các bạn có cộng gì nữa là nói chung tiền phân tay hoặc tiền nước, tiền xăng dầu, tưới thuốc bảo vệ thực vật cho 10.000, đó là 19.000. 19.000 cộng tất cả các công hái công đồ gì nữa, các bạn cộng cỡ 30 nó thì mình cho đầu tư một cây cà phê là 50 nhé các bạn. Một cây cà phê là mình đầu tư hết 50, mà trong khi mình đã đầu tư 50.000 thì cây cà phê mình bảo đảm với các bạn là phải từ 4-5 cân trở lên mình vẫn còn có lãi nha các bạn. Thì hôm nay mình cũng nói luôn, thì hôm trước mình cũng chưa chia sẻ không có được là cặn kẽ cho các bạn lắm. Thì nói chung trước kia thì mình nói với các bạn là cái tháng này không bao giờ mình bỏ phân, mà cũng không bao giờ mình tưới nước. Mình nói như vậy đó, là cái này là mình làm nông thì cái cây cà phê cây chủ lực, thì bạn nào làm thì cũng mình chắc chắn là các bạn sẽ biết rồi. Đa số phần đông là ép bông, ép nước đó, mình ép nước cho bông nhú đều rồi bắt đầu mình mới tiếp tục là vừa nước vừa phân để mình kích bông ra một lần, rồi hồi đó mình tấp nước luôn, tấp phân luôn đó. Nhưng mà bây giờ mình nói các bạn như thế này đó, tuốt hết như thế này đó, các bạn nhìn đi, tuốt chuỗi lũi hết như vậy. Thì cái này mình làm theo thời tiết thôi, làm theo thời tiết. Bây giờ cây cà phê của mình, trước khi mình muốn ép bông thì mình phải nhìn cây cà phê mình, cái sức khỏe của cây cà phê mình nó có tốt hay không đó. Còn riêng cái mảnh vườn giống như cái vườn mình đây, nếu mà mình cứ nhìn ông A ông B đương ép bông mà mình bắt trước mình ép theo, thì mình nói thật với các bạn là vườn cà phê mình sẽ chết sạch, hoặc là mùa tới mình không còn gì để thu nhé các bạn. Đó, các bạn nhìn như thế này đây, tuốt hết chỗ này một bên trên, nó còn bên lá dưới thì các bạn thấy không, tuốt hết, tuốt còn cái chà y như cái chổi như thế này, mà mình chờ mình ép bông nữa là nói chung là hư hết, thất bại nha các bạn. Cái này là không nên, mình nói thật với các bạn là không nên luôn. Các bạn nhìn đó, thì đây mình quay cái mảnh vườn mình đây là bị gió te tua này. Thì bây giờ mình nói chung tưới một đợt cách đây 3 ngày, thì trong ngày nay mình phải nhờ người là chiều nay sẽ bỏ cho hết phân, là sáng ngày mai là mình sẽ tiếp tục tưới tiếp. Thì cái hình thức tưới thì mình nói thật với các bạn, trước khi á các bạn tưới là các bạn dọn bồn, cạo bồn, thì những cái gì mình tích lũy kinh nghiệm được thì mình nói hết luôn. Các bạn cào bồn thì cũng đừng có nên là cào vuông cạnh vuông góc, mà không cần to lắm mà sâu đó những gì đâu, bồn vừa phải. Các bạn cào với cái hình thức là lòng chảo thôi, các bạn nhìn nè, hình thức lòng chảo như vậy thôi, để sau này mình hái mình lôi bạc lôi đồ nó cũng dễ, nó cũng không có vướng nhờ vào mấy cái góc cái cạnh nhé các bạn. Thì mình nói là bây giờ mình nói lại cái ép bông này. Ép bông thì mình nói thật các bạn, trước kia là mình cũng chuyên đề một cái chuyên gia ép bông đó. Mình nói thật với các bạn, cái tháng gần Tết bắt đầu mình cho nở một lần là phải trắng xóa hết, nhưng bây giờ cái thời tiết khắc nghiệt như thế này đây, mình nói các bạn bây giờ ép sao nổi. Cơn bão số 9, số 10, số 11, 3 cơn bão các bạn thấy này, nó làm ra như cái hình thế này, sao bây giờ mà ép nữa. Rồi cộng tác 3 đợt gió đây nữa, mình nói các bạn này, các bạn nhìn kỹ đi, 3 đợt gió nó làm sơ sát tanh bành như vậy. Bây giờ mà mình chờ ép bông nữa thì dẫn đến tình trạng thất bại nha các bạn, không thể ép được nữa.
Rồi cái này là mình quay cho các bạn xem, nếu mảnh vườn các bạn trước khi muốn ép bông thì các bạn phải nhìn thử cái sức khỏe cái cây cà phê mình có đạt chuẩn không. Thứ nhất màu xanh ok, tốt ok, không bị tuốt cành tuốt nhánh như thế này nhé các bạn. Mình thấy sức khỏe khá là tốt mình mới ép bông. Mà cái này là mình nói trên cái hình thức thôi, còn mình ép bông mà trời ông không cho mình ép mà nó cứ mưa tầm bậy tầm bạ thì nó dẫn đến tình trạng là ra như thế này đây. Mình không làm chủ được thiên nhiên, nhưng mà nếu mà lỡ thiên nhiên mà đã hại mình như thế này thì mình khuyến cáo các bạn là không nên ép bông nữa, mà bây giờ phải tập trung vô là coi như bỏ phân, tưới nước, tưới liên khúc để sang năm mình kiếm được mấy cái hột trái trên cái nửa cái bụi mà bị tuốt lá tuốt cành này nha các bạn. Còn nếu các bạn nhìn như thế này đây, tay mình cầm đây, nếu mà các bạn ép nữa là cái khúc cái bìa ở trên mà bị tuốt bị trúng hướng gió là nói chung là không còn trái để mình mùa tới thu nha các bạn. Thì mình chia sẻ các bạn không phải là cái mảnh vườn nào cũng nên bỏ phân sớm, tưới nước sớm, hoặc là cái khu chỗ vùng mình ở các bạn không bị gió không bị mưa bông ướm đều thì các bạn cây cà phê mình chuẩn nữa, sức khỏe tốt của cây tốt thì các bạn nên ép bông. Chứ mình cũng không phải là vườn bạn nào cũng nên bỏ phân sớm và tưới sớm, cái này mình không nói, mà tùy theo sức khỏe của cái vườn cây mình. Cái vườn cây mình nó đã te tua như thế này thì mình tốt nhất không ép. Cái đây mình quay cho các bạn xem, đây là mảnh vườn mình đây, cái này cũng bị dính hướng gió này, nó tuốt hết như thế này đây, còn có đúng nửa bụi dưới các bạn thấy nè, nửa bụi dưới này đó, còn các bạn nhìn trên này, qua này có còn gì nữa đâu, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu các bạn, đó hết sạch rồi đó. Thì các bạn theo chân mình luôn, và đây mình cũng nói luôn, trong một mảnh vườn này của mình, nhưng mình một nửa vườn mình đương ép bông, mình vẫn đang ép bông luôn các bạn, mình chưa tưới nước mà không bỏ phân ngay bây giờ luôn, mình phải để một tháng nữa bắt đầu mình mới tưới nước bỏ phân nhé các bạn. Còn cái cây cà phê mà nó đã đến cái cỡ này thì các bạn không nên ép này. Đó. Sức khỏe không có, đề kháng không có nhé các bạn. Các bạn nhìn canh trưa nắng là muốn rủ hết như vậy thì tốt nhất không ép. Đó. Giống như này mình phải phân vô liền mà nước vô liền, mình nói chung mình cứu cây đó các bạn. Đó các bạn nhìn coi. Cái vườn cà phê mình đó, nó tuốt hết một nửa luôn. Thì bây giờ sẵn đây thì mình chia sẻ các bạn như vậy đó. Bỏ phân, nếu các bạn bỏ phân, mà bây giờ bạn nào có nhu cầu bỏ phân chuồng thì các bạn nếu mà chưa tin tưởng mình lắm thì các bạn cứ thí nghiệm cỡ một nửa vườn hoặc là 1/3 vườn để các bạn thí nghiệm được, các bạn sang năm là sẽ làm đại trà nhé. Cái này là mình cũng cái ý của mình như vậy thôi đó. Thì bỏ phân thì các bạn bỏ phân chuồng mà phân gà, nhưng mà riêng phân gà các bạn đừng có bỏ phân nguyên chất mà các bạn phải bỏ phân gà trấu, gà trấu giống này nè các bạn đó, mình quay cho các bạn xem, bỏ phân gà tấu. Đó, cái phương pháp mình chia sẻ lên các bạn đây là dùng cho những cái vườn cây bị suy nhược, những vườn cây không có đủ khả năng, không đủ sức khỏe nữa thì các bạn phải tập trung bỏ phân ngay bây giờ và tưới nước ngay bây giờ, động tác đạm và lăn nữa nhé các bạn, đạm và lăn và phân chuồng các bạn bỏ vô các bạn tưới hòa tan. Rồi còn cái cách tưới thì mình nói với các bạn là cái lần đầu tiên theo kinh nghiệm của mình đó, các bạn bỏ phân vừa phân chuồng, phân lăn và phân ure thì các bạn tưới không nên cho tràn bồn hoặc là tưới quá nhiều nước, các bạn chỉ tưới tan đều phân cỡ nửa bồn, lượng nước cỡ nửa bồn là các bạn dừng cho mình nhé. Rồi 3 ngày sau các bạn sẽ tưới lại, 3 ngày sau các bạn tưới lại cũng không cần nhiều, cũng tưới nửa bồn thôi. Rồi 7 đến 10 ngày sau các bạn làm tiếp lần nữa, bởi vì trong khi mình bỏ phân cho cây mà cái cây mình đã suy như vậy, cộng tác mùa nắng là nói chung đã bị thiếu nước, mà các bạn bỏ phân vô có nhiều lúc là mình làm biếng hoặc là mình nghĩ một đợt tưới nhiều tiền giàu quá thôi bỏ qua một đợt, thì nói thật với các bạn không phải, các bạn đang cung cấp dinh dưỡng cho cây mà các bạn đang hại cây, hại vườn cà phê mình nhé. Cái này thì mình chia sẻ với các bạn là như vậy đó. Còn bây giờ các bạn theo chân mình luôn, theo chân mình để xem cái mảnh vườn mình đang ép bông nhé các bạn. Thì đây là mình nói thật, cái này là vườn mình hết mà mình đương quay canh trưa luôn các bạn. Mình nghĩ là chắc hình ảnh chắc nó cũng không ra gì đâu, nhưng các bạn hết sức thông cảm, bởi vì mình là mình chia sẻ cái kinh nghiệm của mình làm đến mọi người, đến các bạn như vậy thôi. Thì các bạn theo chân mình luôn,
theo chân mình để xem cái mảnh vườn mình đang ép bông nhé. Còn cái này là mình nói thật với các bạn, mình phải tranh thủ tưới gấp luôn. Nói chung tưới gấp, bỏ phân gấp để mình cứu cây nha các bạn. Giờ cái thời tiết khắc nghiệt như thế này đó, các bạn thấy thời tiết mà quá khắc nghiệt, các bạn nhìn đi, các bạn nhìn kiểu này mà đó. Thì nếu bây giờ mình ép nữa là cái nửa bụi cà phê bị gió tuốt kiểu này là hư hết nhé các bạn, chết hết đó. Mình quay cho các bạn xem đó. Riêng đất nông mình đó là nói chung ba cơn bão là bông nở tùm lum đủ loại đủ hướng đủ lứa luôn đó. Rồi động tác ba cơn gió liên khúc, mới hết gió hình như được hai ngày nay các bạn. Các bạn nhìn nó như vậy đó. Cái bụi cà phê của mình không phải nhỏ đâu, mà bây giờ các bạn nhìn chà không là chà y cây chổi, các bạn thấy nè. Thì cái này là mình nói lại với các bạn luôn là không nên ép bông nhé, tuyệt đối không ép. Còn bây giờ các bạn xem cái mảnh vườn mình đang ép bông đây, bây giờ mình đi thẳng xuống luôn cho các bạn xem. Trước khi mình ép bông là cái cây cà phê của mình phải, mình nhìn cái sức khỏe cây cà phê mình có tốt hay không là mình mới ép bông. Còn như này các bạn nghĩ sao mà ép bông đó, chúng này hết rồi mà ép gì nổi. Các bạn phải tưới gấp để mình kiếm mấy cái trái này mùa tới mình thu. Các bạn thấy không, còn lá mà trái không như này không. Cái này là mình khuyến cáo các bạn là nên tưới, nên bỏ phân dồn sức vô để cứu cây, chứ còn không nên ép nhé các bạn. Bây giờ sẵn canh trưa, các bạn nghỉ trưa đi chơi mình dòng luôn để xem cái mô hình mình đương ép bông cà phê cũng trong cái rẫy mình đây nhé các bạn. Các bạn nhìn nè, tuốt sạch sẽ. Thì mình sẽ làm luôn, mình bây giờ mình đi xuống cho các bạn xem cà phê như thế nào là ép bông, mà cà phê không nên ép bông là cà phê như thế nào thì mình cũng chia sẻ các bạn rồi đó. Cà phê mà không đủ sức sống, không đủ dinh dưỡng đó, thì mình không nên ép bông. Mình đừng thấy ông A ông B nó chú đó giờ chú đương ép bông mà mình tưới làm cái gì. Mà nếu cái vườn cà phê mình đó, nói chung cái sức khỏe của cây nó không có nữa, mà các mình cứ theo những cái vườn cà phê đỉnh cao người ta ép bông, mình ép bông là mình nói thật các bạn là mình thất bại hoàn toàn nhé các bạn. Các bạn xuống đây là các bạn sẽ xem cái vườn cà phê mình ép bông đây. Như này là mình bỏ phân là các bạn biết mình không ép rồi đó. Cái đám mình bỏ phân là mình không ép, nhưng cái đám mình không bỏ phân thì mình nói thật các bạn là tưới mình cũng không tưới, mà phân mình cũng không bỏ. Phải một tháng sau nữa mình mới nói chuyện là mình bỏ phân nhé các bạn. Trong khi mà bông nó nở đều, nó ướm đều ra, mình thấy theo cái ý mình rồi. Thì hồi đó mình tấp nước tấp phân một lần luôn, nói chung mình kích bông cho ra nở rộ một lần luôn. Thì cái phương pháp này mình thấy là khá là hay luôn đó. Thì mình thu hoạch là chỉ cần hái một lần là hết luôn. Nhưng mà năm nay thì nói thật các bạn thì cũng ít bạn mà làm được cái phương pháp này, bởi vì cái thời tiết nó không có cho mình làm. Các bạn thấy đó, nắng thì nắng tới bến mà mưa là mưa cho chết luôn, mưa ngập úng luôn đó. Thì riêng cái cà phê ở tỉnh Đắk Nông mình là năm nay ai cũng bị hết, trái thì to trái thì nhỏ, cái thì chưa ra bông, cái thì hột thiệt to. Các bạn, cái này là do thời tiết thì mình phải chịu nhé các bạn, chứ không có tài giỏi gì luôn. Mình nói thật không có tài giỏi, mà nếu mà thời tiết thuận tiện thuận lợi thì các bạn ép bông là cái đó là quá cỡ chính xác. Mình nói thật các bạn luôn, cái đó mình ép bông thì nói chung xin thưa các bạn là trước kia mình cũng chuyên gia làm về cái này. Mình ép mà mình ép giả mang lắm, nhưng mà đều với điều kiện là cây cà phê mình sức khỏe phải tốt nhé các bạn. Đó. Gần đến cái đám mình ép bông rồi nhé các bạn. Đó, vườn nhà mình. Các bạn đi theo mình đi chơi luôn một buổi trưa luôn đi, để mình cùng nhau trao đổi, học hỏi lẫn nhau, rút ra những cái bài học bổ ích trong cái lĩnh vực nông nghiệp nhé. Đây các bạn, đây là cái hàng cuối cùng. Đây, cái hàng cuối cùng của mình. Đấy, các bạn thấy cái bao phân cuối cùng nè. Là từ hàng cuối cùng đây xuống là mình đang ép bông đây. Đấy, các bạn thấy đó. Nói chung cái khu này của mình thì mình nói thật các bạn là rất là tốt luôn, khuất gió hoàn toàn luôn. Nói chung bảo đảm các bạn là không có, các bạn nhìn không có một cành nào mà bị tuốt nhánh tuốt cây hết, khuất gió hoàn toàn.
cho nên là mình đang ép bông nhé các bạn. Đây các bạn nhìn xem đó, như mấy cái này thì đó. Mấy cái này thì mình chịu chết, bạn nào cũng giống mình thôi, không có thể cãi lệnh của trời đất được. Thì ba cơn bão vừa rồi nó làm ra coi như cái nông nổi rồi nè các bạn thấy không. Còn bây giờ mình ép là mình chỉ có ép phía trong này, các bạn thấy đó. Đó, nếu mình ép là mình chỉ ép cái đó. Còn mấy cái này thì trời đất, thiên nhiên rồi, mình phải chịu nhé các bạn. Đấy, các bạn xem sao. Cái vùng cà phê này là vùng cà phê mình đương ép bông. Mình không cào bồn, các bạn thấy này. Không cào bồn, không tưới nước, không bỏ phân. Thì trước tiên mình nói với các bạn là cái phương pháp ép bông đó thì rất là tốt rồi đó. Nhưng mà trước khi ép bông các bạn phải nhìn cái vườn cà phê mình đó, cái sức khỏe nó cỡ nào rồi đó nhé, rồi các bạn mới ép. Còn nếu vườn cà phê mình không đủ sức khỏe mà còi cọc thì các bạn nên tập trung vào tưới nước bỏ phân nhé, chứ không phải lúc nào mình cũng nói là bỏ phân sớm hết. Bỏ phân sớm, tưới nước sớm mà trong khi cái vườn cà phê mình giống này thì không nên. Là mình vẫn bị cái tình trạng là coi như là ra bông không đồng loạt. Các bạn nhìn đó. Nếu cái này bây giờ mình không tưới nước cỡ 1 tháng nữa là bông sẽ dài ra hết. Hồi đó mình chỉ cần ép bông là mình chỉ cần bỏ phân, tưới nước mạnh là bảo đảm sẽ bung một lần hết nhé các bạn. Đây này, cái vườn nhà mình, cái vườn này là mình nói thật với các bạn luôn, nói chung là khá là ok, hút gió 100% nhé các bạn. Hút gió thì cái khu này của mình chắc cỡ 1.500 cây hơn gì đó, mình đoán đoán cỡ đó. Là mình đương ép nước này, không cho phân, không cho nước. Đấy, các bạn theo các bạn xem. Bị thì nói thật các bạn là đất nông mình là nói chung bị rất nhiều luôn đó. Cái tình trạng này thì trên đất nông mình bị rất nhiều đó. Cái này là nói chung cái thời tiết thì mình không có thể chống lại cái thời tiết nữa các bạn thấy. Bây giờ mình chỉ ép là ép cái từng trăm này thôi các bạn đó, ép cái này các bạn thấy chưa đó, ép đến vậy đó. Mình chờ những cái này mà nó đều, cái nhú đều cả hai phân hết, bắt đầu cái là mình tập trung vào là mình vừa phân vừa nước, mình tấp mạnh vô luôn nhé các bạn. Mình tấp mạnh vô luôn là sang năm là hy vọng là mình hái chỉ có một lượt ít ít, một lượt ít ít là mình hái cái này. Có thể mình không có chờ nổi thì cái này có thể chín trước này các bạn. Đấy, mình hái trước cái này rồi cái lượt mình ép này thì mình chỉ hái một lượt nữa là hết nhé các bạn. Đây đó, thì các bạn đi theo mình luôn, theo mình để xem cái 1.000 mấy trăm cây của mình đương ép bông. Thì mình nói cái đây là mình chia sẻ với các bạn là như vậy. Ép bông rất là tốt, nhưng mà tùy theo á, cái mảnh vườn của mình để mình ép. Bạn nhìn sao, mình đưa đi canh trưa nắng là cũng khá là dở luôn các bạn. Dở nhất là cái hình ảnh. Nhưng mình hy vọng các bạn là đừng có chê khan hình ảnh, mà các bạn phải thông cảm cho mình. Mà các bạn biết đây là mình làm, đây là mình muốn chia sẻ cái kinh nghiệm riêng tư của mình đến mọi người thôi. Còn nếu mà bạn nào mà có cái giàu kinh nghiệm trong cái lĩnh vực này hơn thì cứ comment bên dưới, để như là chúng ta cùng nhau trao đổi học hỏi lẫn nhau nhé các bạn. Chứ còn mình làm mình thấy thắng lợi thì mình mới chia sẻ đến mọi người, đến các bạn như vậy thôi. Các bạn nhìn rất là đẹp, mình nói đẹp ghê lắm, rất đẹp. Đây, mình đương ép cái đợt bông này các bạn. Các bạn thấy sao? Cái đợt bông này mình đương ép này. Chứ không phải mình nói cái chỗ nào mình cũng bỏ phân sớm và tưới nước sớm đâu nhé các bạn. Thì cái cách làm này thì mình nói bà con nông dân mình, riêng cái cây cà phê thì bà con nông dân mình là rất nhiều người ép bông kiểu giống mình. Nhưng mà năm nay ép không được là sao? Ép không được là do thời tiết. Thời tiết không thuận lợi, cộng tác với gió máy dữ quá, như vườn nhà mình là đi hết một nửa vườn các bạn. Nó còn một nửa vườn dưới này thì mình quay các bạn thấy đó. Nếu mà có gió không các bạn biết liền, các bạn nhìn bụi cà phê. Thấy chưa? Các bạn nhìn nè, không mắc một cái lá. Hút gió hoàn toàn luôn. Đó, các bạn thấy đó. Rất là to, rất là đẹp nhé các bạn. Đó, thì mình quay cái clip này thì các bạn, không phải là mình nói các bạn là lúc nào là mình cũng phải bỏ phân sớm và tưới nước sớm.
tưới nước sớm tùy theo cây sức khỏe của cây cà phê của mình. Nó không đủ sức khỏe nữa, cộng tác với thiên nhiên, gió mái các thứ, tuốt cành tuốt nhánh thì các bạn phải tập trung tưới, mà phải tưới liên khúc và kết hợp phân nữa, để mình bù đắp cái dinh dưỡng cho cây cà phê để nó nuôi lại những cái cành bị gió tuốt nha các bạn. Còn riêng cái vườn bạn nào mà đã giống mình khuất gió hoàn toàn đó, mà cây cà phê đẹp chuẩn như này, các bạn thấy đó, chuẩn như này, tốt nhất không tưới nước mà không bỏ phân. Cái này là mình nhắc lại với các bạn luôn, bởi vì cái phương pháp ép bông này thì mình nói thật với các bạn là rất nhiều bạn làm phương pháp này rồi, chứ không phải riêng gì một mình đâu. Nói về bà con Tây Nguyên mình mà làm cây cà phê thì cũng có thể là có nhiều bạn là kinh nghiệm còn hơn gấp mấy lần mình nữa, có thể mình cũng phải học hỏi thêm những bạn đó. Thì mình đăng cái clip này cũng mong muốn là những bạn mà giàu kinh nghiệm trong cái lĩnh vực mà cây công nghiệp này thì cũng để lại ý kiến. Thì nói thật với các bạn là mình cũng rất thích nghe những ý kiến các bạn, mà cũng rất thích học hỏi từ những người hiểu biết hơn mình. Thì cái này là một cái kinh nghiệm của mình, nó riêng tư của mình, thì mình thấy mình làm khá hiệu quả thì mình cũng chia sẻ đến các bạn, chia sẻ đến mọi người, là hy vọng mọi người với các bạn là cũng thành công trong cái lĩnh vực nông nghiệp này. Thì các bạn theo mình đoạn nữa nha, chứ mình đi cho nó hết luôn cái đám vườn mà mình đang ép bông cho các bạn xem nhé. Thì cái đám này thì mình nói thật với các bạn nè, tiêu trước kia mình nói với các bạn đó, mình trồng tiêu dữ lắm, mình trồng tiêu dữ lắm mà tiêu sau đợt rớt giá rồi chết ồ ạt luôn. Nói chung là mình cũng điêu đứng với cái cây tiêu luôn các bạn. Thì mình cũng sang cà phê mà may phước mình là mình cũng chớp nhón thời cơ, tiêu chết chưa hết là mình quất cà phê vào đây rồi. Thì bây giờ tiêu mình vẫn còn hái lắm, nhưng mà cà phê mình bụi đã như thế này rồi đó. Mà mình nói thật với các bạn là cái giống này là cái giống thiện trường hết nhé các bạn. Mình rải mình chỉ một giống thiện trường, mà trước kia mình trồng thì mình ươm, mình mua hạt cây của thiện trường về mình ươm vào bịch, xong là bắt đầu là mình mới trồng đó. Mình trồng xong cái là bắt đầu mình mới ghép đó, các bạn thấy đó, các bạn nhìn túi ni lông mình đã chia sẻ đến các bạn. Mà khi ghép, khi mà cây cà phê cái mắt cái chồi cà phê sống thì các bạn để lại cái túi ni lông để làm dấu, thì mình quay cho các bạn xem đó. Thì đây là toàn bộ là cái vườn này là mình đều ghép hết các bạn thấy này. Trước kia là mình là tiêu dữ lắm các bạn, nhưng mà sau khi bị thất bại tiêu đó, các bạn nhìn bây giờ vẫn còn đây, mà mình không bỏ phân không chăm bón luôn. Bởi vì mình nói thật các bạn, với cái giá này mà mình đầu tư mạnh vô cây tiêu là mình chết luôn, cho nên mình đã sang cà phê hết rồi. Các bạn nhìn cũng có cây còn trái như này đấy chứ đó. Thì mình đi đây là cái mô hình này gọi là cái mô hình rối beng luôn nhé các bạn, mô hình rối beng luôn đó. Các bạn thấy đó, mình sang cà phê vào đây, đám này là mình được 1.500 cây, mình không nhớ rõ nữa. Đây đó, các bạn thấy tiêu đó. Thì sẵn đi chơi thêm tí nữa nhé các bạn, đi với mình luôn. Đám này thì mình sang cà phê vào đây hết rồi, các bạn thấy khuất gió chưa, mình nói là các bạn nói khuất gió hoàn toàn. Các bạn nhìn đó, có cái cây, các bạn nhìn thử có một cái cành nào mà bị tuốt đâu, không có. Mình nói thiệt các bạn là không mắc một cái lá nào luôn. Cái mảnh vườn mình đây là nằm cái thế là không thể gió được luôn nha các bạn. Bạn xem đó, đẹp chưa. Nói chung là riêng cái giống cà phê thiện trường thì mình nói thật với các bạn là mình thích lắm các bạn, phải nói là khá là thích luôn. Nói chung là hái cũng rất là mềm mà cành rất là mạnh luôn đó. Mà với cái điều kiện là các bạn phải chừa đa thân nhé, các bạn có ghép các bạn chừa từ 4 chồi, 3, 4 chồi, 5, 6 chồi trở lên, chứ vì nó không có cành cấp mà các bạn chỉ có để một thân thì các bạn chỉ được 1-2 mùa đầu thôi, 1-2 mùa đầu, rồi mùa thứ 3, thứ 4 các bạn sẽ thu hoạch kém chất lượng, kém lần. Ui trời, chói quá các bạn. Thôi các bạn có gì hết sức thông cảm nè. Đây mình quay cho các bạn xem này, viên cây thiện trường của mình đây các bạn đếm này. Này, quay dưới cho các bạn xem nè. Ui trời, đang thu vậy.
riêng cây này là bốn thân, các bạn thấy bốn thân. Mình trước khi mình đăng một cái video nào lên là mình đã đi sâu vào thực tế, mà mình đã làm hết rồi mình mới đăng lên. Thì đây bây giờ cái này là mình nhắc lại cho các bạn thôi. Riêng giống thiền trường các bạn thấy chưa, tới ít nhất là ba thân, các bạn thấy này, ba thân. Chứ còn các bạn không nên chừa một thân. Nếu các bạn chừa một thân thì các bạn sẽ bị thất bại, chỉ ăn được 1-2 năm đầu thôi. Thì cái đám này thì mình nói thật với các bạn là mình ghép hết. Đám này là đám cà ghép của mình hết. Đó, các bạn nhìn cái này là bốn thân này. Các bạn thấy không? Thì cho các bạn xem luôn. Đó, túi này lòng đó. Cái này là mình ghép hết. Mình quay từ cái một cho các bạn xem nhé. Đó, các bạn thấy chưa? Bốn thân hết. Đó, thấy đúng bốn thân. Mà cái đám này, riêng đám này là mình cũng chưa kịp làm cành luôn nhé các bạn. Bởi vì mình thấy nó khá là ok cho mình tập trung vô những cái đám mà suy dinh dưỡng trước nhé các bạn. Còn cái này mình không tưới nước mà mình cũng chưa có làm cành xong luôn. Mà mình cũng không bỏ hoang luôn. Thì sẵn đi các bạn đi chơi luôn để mình trao đổi học hỏi lẫn nhau nhé. Mà nhìn đó, đẹp chưa? Rất là đẹp, không mắc một cái lá nào hết. Mà thấy cây này nó không có chồi chứ không có nứt, mình phải chịu, mình ghép hai chồi lên được hai thân đây. Nay mai mình sẽ nuôi thêm nữa nhé các bạn. Này các bạn nhìn lại đi, cây này mấy thân? Bốn thân, các bạn thấy chưa? Bụi cà phê là khá dữ luôn. Mà trong khi mình nói với các bạn, để mình nói luôn cho các bạn, nếu các bạn làm như thế này, các bạn đã chừa nhiều thân thì các bạn không nên để nó lên một bó nhé. Đây mình lấy cái tay mình kéo ra cho các bạn xem này. Đó, cái khi các bạn nuôi là các bạn phải kéo ra đó, kéo giống này đó, cứ cho đó. Các bạn nhìn nè, cây cà phê mình đây là bốn chồi bốn thân này, mà các bạn thấy cái độ quang hợp rất là tốt, không có thiếu ánh sáng, các bạn thấy nè. Đó, bốn thân nằm bốn góc, các bạn thấy mình đã lôi ra hết. Mình lôi cứ một thân mình lôi ra một hướng, thân lôi ra một hướng, các bạn cứ làm theo cái hình thức này nhé. Là cái độ quang hợp rất là tốt. Mà riêng cây thiền trường thì nói chung cái cành cấp thì nó không có cành cấp. Các bạn thấy bốn thân mà các bạn nhìn đâu có trang chút, đâu có thiếu ánh sáng, các bạn thấy không? Không thiếu ánh sáng, độ quang hợp rất là tốt. Mà cái này là mình nói thật với các bạn, chỉ có riêng cái giống thiền trường nhé. Còn nếu mà cái giống giống như cà phê vối của mình hoặc là cà phê lá xoài, những cái giống cành cấp nhiều, các bạn chừa bốn thân là các bạn mắc trắng luôn nhé. Nếu các bạn chừa bốn thân như vậy, các bạn đưa máy vô các bạn cũng không thấy được bốn cái thân này đâu. Nó sẽ ra tùm, nó làm một đống trong đó, là dẫn đến tình trạng là không có ánh sáng mà vẫn không có trái xi cây nữa nhé các bạn. Cái này là mình chia sẻ với các bạn là chỉ có riêng một cái giống thiền trường thì các bạn mới làm cái phương pháp này. Còn những cái giống mà nhiều cành cấp, chẳng hạn như cái giống cổ xưa trước, một cái giống cà phê vối mà các bạn làm kiểu này là các bạn mắc ăn luôn. Nếu các bạn làm kiểu này đó, mình cũng nói rõ luôn, nếu cái giống cà phê vối hoặc là ví dụ cà phê lá xoài, mấy cái giống cà phê mà cành cấp nhiều, các bạn làm cái hình thức 4 hoặc 5, 6 chồi được hết. Nhưng với điều kiện các bạn phải làm đa thân không hãm ngọn. Thì trong khi cái cây cà phê mà nó đã cấp nhiều, các bạn làm đa thân không hãm ngọn thì nó lại không ra cấp. Còn các bạn đã hãm ngọn là buộc cấp phải ra nhiều. Thì cái này mình nhắc lại các bạn, nếu những cái giống mà cấp nhiều các bạn thích làm đa thân giống này, thứ nhất là các bạn phải trồng thưa từ 3 mét đến 3 mét rưỡi một cây đó. Cái thứ hai các bạn chừa 8 đến 10 thân cũng được, nhưng không hãm ngọn thì được. Mà với hình thức là các bạn phải kéo ra đó, kéo ra cứ một thân là ra một đường, một hướng khác nhau để cho nó có cái độ quang hợp tốt như thế này các bạn thấy. Độ quang hợp rất là tốt. Còn riêng cái giống thiền trường, các bạn hãm ngọn, các bạn làm đa thân cũng không vấn đề gì hết. Bởi vì nó không có cấp, thì các bạn nhìn không thiếu ánh sáng, độ quang hợp rất là tốt luôn. Cây cành trong cùng trong này nó cũng có thể đậu trái luôn. Các bạn thấy, đây là mình nói, mình chia sẻ là cặn kẽ cho các bạn xem nhé. Còn đây là đi tí nữa là hết cái mô hình mà mình đường ép nước, ép bông nhé các bạn. Mình không cào bông, các bạn thấy này,
cành mình làm cũng chưa xong. Mà các bạn nhìn đó, những cái trái mà ra vì thời tiết thì cái đó mình phải chịu thua rồi. Còn những cái này là nói chung mình đương ép bông hết, những cái từng bông phía trong là mình ép, mình ép bao giờ theo ý là mình luôn, là mình mới bắt đầu là mình mới tưới. Mà trong khi mình tưới là mình, các bạn nên nhớ là khi tưới là phải kết hợp phân nữa nhé, để mình kích bông ra cho mạnh, mà bông nở phải cái lượng đậu trái là phải cho cao nhé các bạn. Đây bạn xem đó, nó giống này thì các bạn cứ ép thoải mái luôn. Cây cà phê mà cái màu xanh giống này các bạn ép thoải mái, các bạn nhìn cái lá trong thân của nó mà vẫn xanh đen thui là các bạn ép thoải mái, không nên tưới nước, không nên bỏ phân ngay lúc này. Các bạn phải cho bông nó ra bao giờ theo ý mình, nhú đều hai phân hết, hồi đó các bạn tách phân trước ép nước luôn là các bạn sẽ thành công nhé. Thì gần hết rồi, các bạn đi tới chỗ này đoạn nữa là chắc mình cũng xin phép ngừng video nhé. Còn riêng cái cách làm thì mình cũng chia sẻ nhiều video đến các bạn rồi. Riêng cái giống cà phê thường trường, nếu hãm ngọn thì các bạn chừa đa thân cho mình với. Này, các bạn nhìn này, 4 thân các bạn thấy, 4 thân. Mình cây nào cũng giống cây nào, mình chừa ít nhất là 3 thân đó các bạn. Cái vườn mình đây mình nói thật với các bạn là rối ban rối thui luôn. Nói chung là rối ban rối thui đủ thứ cây con này luôn. À, mít, mít nghệ đó các bạn, mít nghệ, mít ruột đỏ gì đó mình mua mình trồng đó. Gần hết rồi nhé các bạn. Còn chắc có mấy trăm cây nữa là hết thôi, mà bây giờ mình hết quay nữa rồi. Này các bạn thấy không, đám này là cái đám mình đang ép nước luôn, các bạn nhìn cà phê này, đám mình đang ép nước luôn đó, đó. Mình đang ép nước đó. Này, các bạn nghĩ sao, cái màu xanh đó như này thì nói chung không nên tưới nước, bởi vì mình nói là sau khi cắt cành xong là phải tranh thủ bỏ phân bỏ đồ tưới nước rồi. Nhưng mà mình nói thật với các bạn là chỉ có cái biện pháp đó là dùng cho những vườn cà phê là kém chất lượng, vườn cà phê là không đủ sức khỏe đó, thì các bạn nên làm phương pháp này, tranh thủ bỏ sớm ngay lập tức. Còn đối với những cái vườn cà phê mà giống như mình đương quay cho các bạn xem đây thì các bạn không nên ép đó. Mình nói các bạn không nên ép cái cà phê màu xanh như thế này, mình nói các bạn một tháng nữa mình chưa tưới cây cà phê này cũng không có vấn đề gì luôn, không có vấn đề gì luôn, thì mình ép bông thoải mái nhé. Thì mình nói nếu mà bạn nào mà có cái cà phê mà suy dinh dưỡng mà bị gió thì giống cái cà phê mà mình mới quay cái đầu tiên đó, giống như cà phê mình bị cái nửa cái đám rẫy mà bị đó, thì các bạn tranh thủ là tưới nước, bỏ phân tưới nước để mình cứu cây nhé các bạn, với cái hy vọng là sau năm mình kiếm được ít mình thu. Còn riêng bạn nào mà có cái mảnh vườn cà phê mà giống như mình đây đó, cây cà phê mà đạt chuẩn như thế này các bạn không nên bỏ phân mà cũng không nên tưới nước. Mình nói thật các bạn ép thoải mái, một tháng nữa cũng không có vấn đề gì luôn. Các bạn nhìn này, các bạn thấy không? Cái lá mà trong cùng của cái cây cà phê các bạn nhìn này, lá trong cùng mà cái màu nó như này thì mình có sợ gì đó. Mình ép một tháng nữa cũng chưa có vấn đề gì, cũng không có đến nỗi mà suy cây chết cây. Thì mình cũng nhắc lại với các bạn vậy đó, mình làm clip này thì cũng hy vọng bạn nào mà có cái vườn mà cà phê mà bị tuốt nhánh tuốt cành giống như mình mà quay cái lúc đầu tiên á, thì các bạn cũng tranh thủ bỏ phân, thì phân thì mình cũng nói lại luôn, thì các bạn nên mua phân gà nhé, mình thấy mình bỏ mình thấy khá hiệu quả đó. Các bạn nên mua phân gà, mà phân gà là các bạn nhớ là phân gà là trấu, các bạn cứ nói là phân gà trấu là họ biết rồi. Thì các bạn nếu mà xây cây về các bạn thêm cộng tác thêm lăng và đạm nữa, đó là cộng tác các bạn bỏ phân gà ngay bây giờ các bạn tưới, nhưng với điều kiện là các bạn phải cố gắng tưới ngay các bạn, đừng có tưới một lần hai lần các bạn bỏ là nói chung là vừa phân nóng, phân gà nóng phân tay rồi, gà lượng nước không đủ có thể là mình hại cây chứ không phải mình cung cấp dinh dưỡng cho cây nhé các bạn. Thì mình cũng nhắc lại luôn, còn bạn nào mà có cái vườn cà phê mà nó xanh tốt giống như mình đây thì tốt nhất đừng bỏ phân mà cũng đừng tưới bây giờ, để mình ép bông theo ý muốn nhé. Thì mình cũng tranh thủ chút canh trưa, cũng hy vọng làm clip này mình cũng cố gắng đăng sớm sớm để bạn nào nếu mà có cái nhu cầu mà bỏ phân chuồng thì các bạn cũng làm thử giống mình đi. Nếu các bạn chưa được tin tưởng mình lắm thì các bạn cứ làm thử đi, thử cỡ 1/3 rẫy hoặc nửa rẫy gì đó để mình so sánh nhé. Thì chắc là mình cũng
xin phép tạm dừng video tại đây. Thì cuối cùng chúc các bạn một ngày mới vui vẻ hạnh phúc nhé. Nếu bạn nào mà thấy yêu quý mình hoặc là thấy cái video mình hay thì cũng nhớ đăng ký kênh và like, chia sẻ để mọi người cùng xem nhé. Xin chào tạm biệt các bạn.